Để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và du khách đến tham quan Ninh Bình, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa khai trương Thủy Đình, một công trình độc đáo nằm ngay trong khuôn viên phố cổ Hoa Lư ở thành phố Ninh Bình. Thủy Đình được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, chỉ tính riêng phần đình đã có diện tích hơn 400 m². Đây là phần sân khấu nổi được bao quanh bởi hồ nước nhân tạo, với ý tưởng về một không gian đời sống sinh hoạt bình dị của cư dân trồng lúa nước. Nhân dịp Thủy Đình khai trương đã có nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nhiều vùng miền như múa rối nước, hát sầm, hát chèo, múa khèn, hát then đàn tính. Đặc biệt có hơn 50 nghệ nhân người dân tộc Sán Chay đến từ Thái Nguyên tham gia biểu diễn điệu múa tắc xình, một loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2014. Phố cổ Hoa Lư được xây dựng ngay tại khuôn viên Hồ Kỳ Lân bên cạnh chùa Bạc với mục đích giới thiệu cho du khách về không gian truyền thống, phong tục tập quán của người dân cố đô Hoa Lư xưa và tái hiện lại lịch sử nước Đại cổ Việt từ thế kỷ thứ 10. Qua đó tạo thêm một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch của địa phương.